tắt cái. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream chia sẻ của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá rõ về những giá trị tôi chia sẻ trên thị trường. Hôm nay thì một tài khoản này thì tôi có các tài khoản buổi sáng thì tôi có ăn và tôi dồn tiền vào trong tài khoản này. Và tài khoản này thì là 2.000 đô và tôi có đi tổng cộng là 8 lot ở trên thị trường và chốt lợi nhuận là khoảng tầm 1.600 đô với những giá trị giao dịch đánh lướt và đánh scalp, đánh hẹt ở trên thị trường để làm sao tạo ra lợi nhuận. Và tôi cho nhà đầu tư thấy rõ và tôi đã rút về 2.050 đô, nạp vào là gì, nhà chuyển vào là tiền là 2.020 đô thì tôi rút về 2.050 đô và tài khoản vẫn còn khoảng trên dưới 1.500 đô trên thị trường với những giá trị vận dụng áp dụng trên thị trường bằng chính những năng lực của bản thân tôi trên thị trường để chia sẻ và gửi đến nhà đầu tư. Và bản thân chính các nhà đầu tư khi tham gia vào giao dịch trên thị trường cần phải hiểu rõ sẽ không có cái chuyện á quân Forex thế giới hay pro trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex ra bên ngoài giao dịch mà không chịu dẫn chứng bằng chính giao dịch live của bản thân họ trên thị trường. Đấy là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Giao dịch được thì phải dẫn chứng, minh chứng vào trong thực tế được, đó là điều hiển nhiên. Còn giao dịch không được thì sẽ không có giá trị minh chứng vào trong thị trường thực tế. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tôi gửi đến nhà đầu tư và để cho nhà đầu tư nhìn nhận, đánh giá và thấy rõ về các giá trị vận dụng áp dụng ở trên thị trường. Tài khoản chỉ có khoảng tầm 2.020 đô. Tôi vận dụng 8 lot đi ở trên thị trường. Và trong cả quá trình giao dịch này thì ngày mai tôi sẽ gửi cho nhà đầu tư video trong cả quá trình tôi giao dịch, vận dụng và đi lệnh trên thị trường để nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá. Và tôi đã rút về là 2.050 đô và vẫn còn khoảng tầm sấp xỉ trên dưới 1.500 đô trên thị trường. Và tài khoản này thì đoạn vừa rồi tôi lời 1.600 đô ở trên thị trường với những giá trị minh chứng dẫn chứng vào trong thị trường thực tế. Đó là những gì mà bản thân tôi nỗ lực phải dẫn chứng cho cộng đồng và nhà đầu tư cùng nhìn nhận, đánh giá và thực tế thấy rõ về các giá trị tôi đang chia sẻ trên thị trường. Giao dịch được thì phải vận dụng, áp dụng vào trong thực tế được. Giao dịch được thì phải minh chứng vào trong thực tế, chứ không phải là những giá trị bách test ở trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, bọn không giao dịch được thì chỉ có bách test mà thôi. Chào bạn Sơn Nguyễn Văn, tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang truyền tải, những gì chúng tôi đang hỗ trợ sẽ cho các nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị vận dụng của những kỹ năng giao dịch ở trên thị trường. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex nên hiểu rõ. Cả một quá trình dài chính là những chuỗi giá trị mà bản thân chúng ta phải thấy rõ được người đứng ra chia sẻ, họ vận dụng, họ đưa vào trong thực tế, họ minh chứng, họ cho chúng ta thấy rõ về những giá trị thực tiễn này trên thị trường. Có như vậy chúng ta mới biết được rằng người đó có năng lực thật sự hay không ở trên cái thị trường về đầu tư Forex. Giao dịch được mới có thể chứng minh, dẫn chứng được. Giao dịch được mới có lịch sử giao dịch để chúng ta kiểm chứng cho cả quá trình vận dụng áp dụng đó trên thị trường. Còn xin lỗi nhà đầu tư, không giao dịch được thì làm sao có giá trị để cho chúng ta kiểm chứng trên thị trường về đầu tư Forex. Và tài khoản này trong đêm nay thì tôi sẽ hủy hết lệnh và lại rút tiếp tiền về. Đấy là điều mà tôi chia sẻ cho cộng đồng và nhà đầu tư. Tôi giao dịch để có lợi nhuận chứ không phải là gì nhỉ, ra ngoài để cần ủy thác hay là gì nhỉ, copy chain hoặc là mãi bi cho sản. Đây là điều mà tôi chia sẻ đến cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư. Và xin mời mọi nhà đầu tư cùng theo dõi, nhìn nhận và tự đưa ra các giá trị cho chính bản thân các bạn khi mà bản thân các bạn tham gia trải nghiệm ở trên thị trường. Xin chào nhà đầu tư.